Hello, xin chào anh em nha. Thì em mới nhận hợp đồng một cái máy này nha anh em. Rồi, em máy 221 này về Lục Nam của Bắc Giang. Đây, bác chủ máy từ mấy ngàn cây vô tới rồi ha anh em. Đây, rồi cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Đây, con này là máy còn ok lắm nha anh em. Sẽ làm bảo dưỡng sơ cho chiếc này và giao về tận nhà luôn nha. Ủa ta 70 blade. Rồi máy Bắc Giang em đã chạy xuống cái khu làm bảo dưỡng nha anh em. Thì chiếc mắt máy về đây ha, em sẽ làm tranh thủ nhất cho anh em để mà sớm về nhà nhé. Thì mới mở là xong tức thì luôn, bụi bặm không à. Lưới rin, ràng rin. Đây, hôm nay là máy Bắc Giang em mở hộp số và đang làm bảo dưỡng cho quý vị luôn nha. Lưới à, để cho mọi tay luôn. Rồi máy này bữa nay là em sơn dàn chân xong hết rồi, hộp số cũng đang lấy về nha nè. Thay số máy lấy về luôn, chút nữa gấp luôn á. Bắc Giang giờ em đang thay nhớt động cơ đây. Đó. Số là gì em cũng làm rồi nha anh em. Đây là lưới mới, dàn mới luôn. Đây, cảm ơn nha. Đây là máy Bắc Giang nha. Em mới vừa hoàn thành xong trên chính nha. Để quay sơ cho anh em xem. Các chi tiết thì em có quay trong lúc quá trình làm bảo dưỡng rồi đó. Rồi, đây là máy Bắc Giang em mới vừa xong nha quý anh chị. Thì em chuẩn bị rửa xe lại rồi có thể là bàn giao trong hôm nay luôn nha. Thì còn rửa máy nó là xong nha. Rồi, sáng sớm nha anh em, chuẩn bị giao máy về Bắc Giang thì đã xong hoàn chỉnh tất cả luôn. Giờ chỉ có lên xe thôi nha. Đây, sáng sớm kho máy bên em nè ha. Đầy máy cho anh em lựa luôn. Rồi, chào anh em, sáng sớm là em giao máy đi về Bắc Giang nha anh em. Máy đẹp á, em bảo dưỡng xong hết trơn luôn. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 5.